ly kỳ chuyện rắn trả thù và nỗi oan khiên trong vụ án lệ chi viên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với News TV. Theo quan niệm dân gian thì rắn là loài có thù tất báo, đã có nhiều vụ rắn trả thù, rắn báo án gây hoang mang, kinh sợ cho người chứng kiến, trong đó có vụ án lệ chi viên. Rắn trả thù gây án lệ chi viên, tru di tam tộc, theo lời sử sách ghi chép lại, thì Lệ Chi Viên là vụ án oan sai gây chấn động trong lịch sử Việt Nam thời Lê Sơ khi bà cả gia tộc trung thần Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Qua vụ án này, quan đại thần Hành Khiển Nguyễn Trãi và vợ là Lễ Nghi Học Sĩ Nguyễn Thị Lộ bị triều đình Lê Sơ kết tội giết vua Lê Thái Tông, bắt tội chém đầu đến ba họ nhà Nguyễn Trãi. Đến năm 1464, thời vua Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi được minh oan, Người con còn sống sót duy nhất của ông là Nguyễn Anh Vũ được cất làm quan huyện. Bản thân ông được truy tặng tước hiệu. Xong, theo lời dân gian truyền lại thì mọi chuyện không đơn giản là do tranh đấu quyền lực mà tất cả bắt nguồn từ việc rắn trả thù. Sự tình khởi nguồn từ việc cha của Nguyễn Trãi là ông Nguyễn Phi Khanh có lệnh cho dọn cỏ vườn nhà. Ngay trong đêm đó, ông mơ thấy có người phụ nữ dắt theo đàn con xin ông thư thư cho mấy bữa để mẹ con họ đặng dọn nhà cho kịp. Ông Khanh vốn chẳng nghĩ ngợi gì. Tới trưa hôm sau, người làm báo lại lúc dọn vườn phát hiện đàn trắng đã đập chết ba con rắn con. Còn con rắn mẹ đứt đuôi chạy thoát. Khi ấy thì ông mới giật mình nghĩ lại giấc mộng kia, xong sự đã rồi. Mấy hôm sau, trong lúc đang ngồi đọc sách, ông bỗng thấy có giọt máu nhỏ xuống trang sách đúng vào chữ tộc. Máu đỏ đậm thấm qua ba trang sách ngẩng đầu lên, ông giật mình thấy một con rắn đuôi đang nhỏ máu bò trên sàn nhà. Về sau này Nguyễn Trãi lên làm quan, lại đem lòng thương Nguyễn Thị Lộ nên cưới về làm lẽ. Bi kịch rắn báo thù bắt đầu từ đây. Bà Lộ vốn có sắc mà có cả tài, vua Lê Nhân Tông phục tài nên phong làm lễ nghi học sĩ và vơi bà vào cung dạy dỗ cung tần mỹ nữ. Trong một lần xuất cung ở đại lệ chi viên, vua Bằng Hà, Nguyễn Thị Lộ khi ấy hầu bên cạnh vua, Nguyễn Trãi và bà Lộ bị khép tội mưu phản giết vua trù di tam tộc. Dân gian đồn rằng khi hành hình bà Lộ biến thành mãng xà rồi lao xuống nước, Đích Thị là con rắn mẹ năm xưa về báo thù, giết hết ba họ nhà Nguyễn Trãi. Rắn là biểu tượng thiêng liêng trong đời sống tâm linh, nhưng trong trường hợp này thì khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. 20 năm sau án oan được nghi giải, người con duy nhất còn sót lại của Nguyễn Trãi là Nguyễn Anh Vũ được vua phục tước làm quan Xong con rắn mẹ ấy chưa bỏ qua cho cốt nhục duy nhất của chồng họ Nguyễn Vi Khanh, mà cuối cùng khiến cho ông Vũ bị chết đuối dưới dòng nước xoáy mới thôi. Tuy nhiên, trai thoại về cái chết của Nguyễn Trãi được truyền tụng qua sự tích rắn báo án rất nổi tiếng này. Theo Nguyễn Đỗng Chi ghi nhận và phân tích, đây là câu chuyện do tầng lớp nho sĩ bị đặt ra nhằm huyền thoại hóa tấm thảm kịch của Nguyễn Trãi, xóa mờ sự thật về tấm thảm kịch ấy để có một cách giải thích hợp lý với lý trí trước cái chết oan khốc của một người như ông và cả dòng họ ông. Chính vì vậy, câu chuyện có những nhân tố hoang đường thậm chí còn xuyên tạc hình ảnh một nhân vật tài hoa như thị lộ. Cũng như Nguyễn Đỗng Chi ghi nhận, sự tích trắng báo án này được theo dịch dựa trên hai câu chuyện có nội dung tương tự ở Trung Quốc. Truyện Phương Chính Học, Phương Chính Học đời nhà Nguyên. Khi người ông nội mất sắp đào huyệt cất đám thì đứa con tức là bố Phương Chính Học đem đầu mộng thấy một bà già hiện ra bảo Chúng tôi ở đây đã lâu, xin ông thư thả cho chúng tôi di chuyển đi một nơi khác, rồi hãy đào. Người có tỉnh dậy không biết thế nào cả. Ngày hôm sau thì những người đào huyệt thấy một ổ rắn rất nhiều con, bèn dùng gậy đánh chết tất cả. Lúc ấy thì con dâu người chết, tức là mẹ của Phương Chính Học, đang có mang. Bà ta bỗng thấy một luồng hát khí bay vào nhà nơi mình ngồi. Khi Phương Chính Học sinh ra, có cái lưỡi rất giống rắn. Về sau, Phương Chính Học cũng bị vạ miệng, diệt tộc. Người ta cho đó là do đàn rắn thác sinh vào phương chính học để báo thù. Chuyện Ngô Trân Ngô Trân đời nhà Tống có lần đóng quân đất thục cho người khai phá khu rừng rậm ở Kim Bình vì sợ nơi ấy là chỗ ẩn nấp của giặc cướp. Lệnh đốt rừng sắp thi hành, bỗng có một bà già dắt con đến cửa dinh kêu rằng nghe nói tướng quân sắp cho đốt cao quả núi này. Đó là quân lệnh, tôi không dám ngăn trở. Nhưng mẹ con tôi ở đây đã lâu, xin tướng quân cho thư thả một chút để cho chúng tôi rời đi nơi khác. Ngô Trần thét mắng mụ già. Mụ ra đi còn nói nếu tướng quân không nghe sẽ bị diệt cả họ. Ngô Trần dục quân cứ đốt. Ngày hôm sau họ thấy ở trong núi có hai con rắn chết. Nhưng trong khi lửa bốc cháy thì một luồng hắc khí vọt bay về phía đông nam. Đúng vào lúc con dâu nhà Ngô Trần đẻ ra Ngô Hy. Hổ mang báo thù cho đồng loại. Đây là chuyện tâm linh xảy ra vào năm 2012 ở Ba Tơ Quảng Ngãi, khiến bao người khiếp sợ. Chả là nhà của ông Phạm Văn Linh có con hổ chúa to bò vào nhà. Con trai của ông vây bắt và đem bán. Mấy hôm sau thì nhà của ông lại bắt được một con hổ chúa khác. Người nhà này còn tìm thấy ổ trứng rắn gần 50 quả ở gần nhà và đem luộc ăn hết. Chỉ hai ngày sau, họ ập đến một con rắn hổ chúa to mình đang nhảy dài tới 3 mét xông vào nhà của ông Linh. Dựng người phun phì phì trực cắn người. Mọi người tìm cách đuổi đi thì vài hôm sau nó lại quay lại. Còn hung hãn hơn lần trước, các nhà xung quanh nhà của ông Linh cũng bị rắn ké thăm. Người ta nói con rắn này nằm cùng ổ với hai con rắn bị nhà của ông Linh bắt, vừa mất bạn lại vừa mất trứng nên giờ đến trả thù. Sống trong sợ hãi, nhà ông Linh cùng cá làng lập đàn tạ lỗi. Kỳ lạ là sau khi cúng kiến, dường như con rắn đã bỏ đi nơi khác, không còn xuất hiện để đòi báo án nữa. Người săn rắn bị trả thù. Anh Quý, người làng An Truyền Phú Vang thời Thiên Huế, vốn làm nghề đánh cá. Xong thi thoảng thì săn được rắn mang về cho cả nhà ăn. Một hôm đi bắt rắn về đến nhà thì thấy đã có hai con rắn to, khoanh mình nằm trước cửa nhà. Thấy anh về chúng bỏ đi mất. Xong chuyện lạ là từ hôm ấy trở đi, đêm nào cũng có rắn bò vào nhà và nằm trước cửa nhà của anh Quý. Thậm chí đến ngày rằm trung thu năm 2012, anh đang thắp hương cúng bái thì nhìn thấy thứ gì đó là lạ, lạ dưới tượng Phật. Lại gần anh giật mình nhìn thấy vật lạ kia lại là một con rắn hổ mang cục đuôi đang nằm cuộn tròn. Nhìn cũng phải gần một mét. Anh không làm gì mà để mặc con rắn ở đó. Nhưng bi kịch xảy ra chỉ sau đó vài hôm. Đứa con thứ ba nhà của anh khi đó mới được 6 tháng tuổi, đang ngủ thì nửa đêm thức giấc khóc ré lên. Dỗ thế nào cũng không đính, đứa bé cứ khóc mãi tới sáng thì lã dần, lã dần rồi mất. Vợ chồng của anh đau đớn như chết đi sống lại, nhưng vì nhà vẫn còn mấy đứa con cần bố mẹ nuôi lớn, không thể không tiếp tục sống. Một thời gian sau, đứa bé nhất lúc ấy của nhà anh cũng lại bị tương tự. Lần này anh nghe lời can dặn của các cụ cao niên trong làng, lập tức đem nhang đèn ra thắp lên cống phái, xin gia tiên phù hộ, một lúc sau là đứa trẻ đến khóc. Nhưng điều khiến cho vợ chồng của anh kinh hoàng và nghĩ đến chuyện lập bàn thờ cúng tinh xà chính là bởi con rắn hổ mang kia. Giờ cứ ba ngày lại tới nhà anh, không hề sớm không hề muộn, vừa đúng ba ngày. Chẳng hiểu có thật là tinh xà thấy nhà của anh thành khẩn nhận lỗi, có tâm cúng bái tà tội hay không. Mà kể từ đó rắn thần không thấy xuất hiện nữa. Nhiều người nghe xong chỉ tặc lưỡi cho rằng là mọi người mê tín mà đồn đại chứ chẳng hề tin chuyện trắng báo thù. Bởi lẽ đất an truyền vốn nhiều rắn, tới mùa chúng hay bò vào nhà dân cũng chẳng phải chuyện lạ. Còn đứa con xấu số của anh Ngại có thể đã mắc phải một căn bệnh nào đó nên đột ngột qua đời, chứ chẳng có con xà tinh nào đã làm gì đến bé hết. Thần rắn trả thù, người ăn thịt bạn đời Chuyện xảy ra ở xóm xoài Hòa Vang, Đà Nẵng. Khi mà ông Trần Ngọc Thu, là chủ của một trại gà lớn nơi đây liên tục bị mất gà trong một khoảng thời gian ngắn ông quyết định thức đêm mai phục rình bắt cho được kẻ trộm gà suốt mấy đêm liền thức canh trại gà cuối cùng ông cũng phát hiện kẻ trộm gà không ai khác mà là một con rắn to với hình thù lạ kỳ có màu trên đầu ông chẳng nghĩ ngợi gì mà đập chết ngay kẻ trộm giết chết con rắn đó ông giật mình khi nghe tiếng phì phì từ một bụi cây gần đó nhìn lại thì thấy một con rắn khác y hệt con rắn vừa bị ông đập chết đang bò thoát thân nghĩ rằng là mình xử lý chuyện trộm gà thế là xong xuôi. Nhưng người làng khi nghe ông kể tới đoạn con rắn kia bỏ chạy, thì lại khuyên ông nên cẩn thận, rắn đi có đôi có cặp, lại có màu trên đầu, dễ là rắn thần lắm. Đánh chết rắn thần đâu phải chuyện đùa, cẩn thận mà gặp họa, tốt nhất là nhanh chóng đem con rắn chết kia đi chôn cất đàng hoàng, mà tạ tội với rắn thần. Ông Thu nghe xong cũng bỏ ngoài tay, thầm nghĩ sao có chuyện hoang đường đến thế được. Đồ ăn đến miệng còn đem đi chôn cất là sao, nghĩ là làm. Ông rủ thêm bốn người bạn nữa cùng nhau làm thịt rắn bày tiệc nhậu. Nhưng có lẽ chính ông Thu cũng không thể ngờ được rằng sau bữa tiệc linh đình đó, ông người lập tức gặp họa lớn. Đầu tiên thì ông thấy đau bụng, bị thổ huyết nên phải nhập viện. Nhưng chưa kịp chữa trị cho khỏi hẳn thì mấy ngày sau, người ta không thấy ông đâu, báo mất tích và được báo xác đang trôi trên sông cách bệnh viện nơi ông nằm tới 50 cây số. Trong số 4 người bạn nhậu kia thì hai người nhanh chóng qua đời đột ngột theo bước bạn. Còn lại hai người sức khỏe cũng chẳng khá gì, tuy chưa đến mức chết nhưng suốt ngày ốm yếu làm bạn với bệnh viện. Chuyện này khiến cho dân chúng quanh vùng hoang mang lo sợ suốt một thời gian dài. Hãy gặp rắn là tránh xa vì sợ gặp họa rắn trả thù thì mất mạng thiệt thân. Trên đây là chuyện rắn trả thù và nỗi oan khiên trong vụ án lệ chi viên. Các bạn hãy để lại cảm nhận của mình nhé. Video của bọn mình đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share ủng hộ News TV. Xin chào và hẹn gặp lại.